Ngày xưa, ở một lớp học trong vương quốc heo, các bạn heo cùng vui chơi và học tập với nhau và cô giáo rất hạnh phúc. Lớp học có heo bé, heo hồng, heo nâu, heo xanh và một bạn nhỏ mới vào lớp, đó là heo xám. Mặc dù heo xám đôi lúc không được dễ thương lắm, cô giáo vẫn rất thương xám. Một hôm nọ, heo bé đến tìm cô để nói chuyện. Dạ cô ơi, em thấy bạn xám cứ hay đi học trễ. Khi em nói bạn không được làm như vậy thì bạn rất khó chịu với em. Bạn làm như mà em không thích một chút nào á cô ơi. Cô giáo lắng nghe câu chuyện và nhẹ nhàng gọi tên cảm xúc của heo bé. Con đang cảm thấy rất là khó chịu về những điều này có phải không? Dạ vâng ạ. Không sao đâu, cô Huệ biết rằng đó là vì cả hai vẫn chưa hiểu được nhau thôi. Có những điều về bạn xám mà con vẫn chưa biết đấy. Cô Huệ nghĩ bây giờ con nên gặp và nói chuyện với bạn xám để hiểu nguyên nhân tại sao nha. Nhưng mà bạn khó chịu với con không muốn nói chuyện với bạn đâu. Cô tin con có thể làm được, hãy đi nói chuyện với bạn đi nào. Heo bé dù không thích lắm nhưng lại rất tò mò khi được cô khuyến khích, nên quyết định đi hỏi xám. Heo bé không phê phán bạn nữa, nghe lời cô vẫn hay dạy. Heo bé nghĩ về những điểm tốt của xám rồi đến tâm sự. Xám ơi, mình nói bạn nghe nè, mình thấy bạn giỏi lắm đó. Bạn rất là khỏe mạnh, bạn vận động thể dục cũng rất là tốt luôn. Đồ gì nặng, bạn đều có thể khiêng phụ cô và phụ bạn được hết. Mình nể bạn lắm đó. Heo xám nghe heo bé nói như vậy, lòng rất vui. Cảm ơn heo bé nha. Ở nhà ngày nào mình cũng phụ mẹ bốn đồ còn nặng hơn vậy nữa. Mình khỏe lắm. Vậy à, bạn giỏi thế. Nhưng mà xám nè, mình thấy sáng nào bạn cũng đi học trễ hết. Đi học trễ như vậy, bạn sẽ không kịp ăn và không kịp tham gia hoạt động đầu ngày với bọn mình đâu. Bạn ráng đi học sớm nhé. Lúc này xám cúi mặt xuống, nhìn khuôn mặt xám bắt đầu lộ vẻ buồn. Không phải mình dậy trễ đâu. Sáng nào mình cũng dậy rất sớm để phụ mẹ dọn hàng. Mình còn giúp mẹ dọn nhà, chuẩn bị bữa cho mẹ, xong xuôi rồi mới đến trường. Ba mình làm xa, chỉ có một mình mẹ làm mọi thứ. Mẹ mình cực lắm. Chiều tối mẹ bán hàng, mình cũng chạy ra để bán phụ, bưng đồ cho mẹ nè. Cũng mệt lắm đó. Nhưng mà nhờ như vậy mình có sức khỏe rất là tốt đó, bạn thấy không? Heo bé lúc này mới hiểu chuyện, không còn ghét heo xám nữa mà thấy thương heo xám vô cùng, hối hận vì đã vội phán xét bạn của mình. Từ đó trở đi, cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến, cùng giúp đỡ nhau học tập và yêu thương mọi người. Heo xám từ đó cũng đã vui vẻ hơn với các bạn của mình và cố gắng hơn để đến lớp sớm. Các bạn thấy đấy, mỗi bạn nhỏ đều mang một đặc điểm, màu sắc khác nhau. Không ai giống ai cả. Vì vậy, mình hãy chấp nhận và yêu thương điều khác biệt ở nhau nhé. Chỉ cần hiểu và thương, chúng ta sẽ tạo nên được một lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc hay trái đất hạnh phúc nhé. Xin chào các bạn, lại là cô Huệ đây. Qua câu chuyện vừa rồi, các bạn có thể đoán được bài hát hôm nay mà chúng ta sẽ hát cùng nhau là bài gì không? Đó là bài Hiểu và Thương. Các bạn lặp lại nha. Đó là bài Hiểu và Thương. Và bài hát này rất là ý nghĩa, cũng giống như câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe vậy đó. Và bây giờ chúng mình lại cùng nhau hát nhé. Bây giờ các bạn cùng đọc lại lời bài hát với cô Huệ trước một lần nha. Đầu tiên là anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương, hiểu và thương, hiểu và thương. Có hiểu thì mới có thương, có thương, có thương, có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương.
Rất tốt. Bây giờ mình cùng nhau hát lại cả bài hát nhé. Rồi, 3, 2, 1. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây say đắm yêu thương. Hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương, có thương, có thương, có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương. Wow, vậy là cô Huệ và các bạn hôm nay đã được học thêm một bài thiền ca mới để cùng hát cho mọi người nghe rồi đó. Hy vọng rằng sau này, mỗi khi các bạn gặp một bạn nhỏ nào đó không được dễ thương lắm, thì chúng ta hãy cùng hiểu và thương cho bạn nhỏ đó nhé. Và việc của chúng ta cần làm đó là giúp đỡ, hiểu và thương. Chúng ta cùng giúp đỡ, an ủi những bạn đó để những bạn nhỏ đó có thể tìm về với sự bình an và hạnh phúc của bản thân mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những bài hát tiếp theo nhé.